Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh 5K TV. Mùa hè đã đến rồi, mọi người đã cùng với gia đình của mình đi du lịch ở đâu chưa? Riêng nhóm 5K TV thì đã quyết định cùng nhau đi đến một khu du lịch cắm trại tại tỉnh Bình Thuận, đồng thời để trải nghiệm tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Bây giờ, xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi đến Bình Thuận với 5K TV nhé. Xin mời. Từ trung tâm hành chính huyện Nhân Trạch, nhóm 5K TV chọn đi đường 39 để lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì Phương Thiên đang di chuyển trên đường Lý Thái Tổ của huyện Nhân Trạch nha. Thì hiện tại là đang là 3 giờ 23 phút và khoảng cách chừng 1,5 km nữa thì chúng ta sẽ đi bằng tuyến 39. Một chút là Phương Thiên sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ mình đã tới vòng xoay 39 rồi nha. Thì đây chính là vòng xoay ngã tư Bình Cam, xã Phương Thiên. Sau khi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây tại nút giao với đường 39 thì chúng ta đi thêm 22 km nữa là chúng ta sẽ thấy nút giao vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Bây giờ chúng ta rẽ phải để đi Bình Thuận thôi nào. Đây là bảng chỉ dẫn đây. Bây giờ chúng ta sẽ rẽ phải để vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nha. Rồi chúng ta đã bắt đầu vào cao tốc Dầu Dây Phan Thiết rồi chị ạ. Tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết với chiều dài 99 km từ Đồng Nai đến Bình Thuận đã được thông xe vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Hiện tại trên tuyến cao tốc chỉ đang được sử dụng 4 làn đường cho xe chạy mà thôi. Vì thế vận tốc cho phép đang được chỉ định tối đa là 80 km/h để đảm bảo an toàn. Và như cô chú anh chị có thể thấy thì hai bên làn đường ngoài cùng của cao tốc đang được tiến hành san lấp cán nền để mở rộng cao tốc thành 6 làn đường và tăng vận tốc tối đa cho phép lên là 120 km/h. Ở một số đoạn khác trên tuyến, các đội ngũ thi công đều đang khẩn trương thi công những hạng mục còn lại để cao tốc có thể hoàn thiện càng sớm càng tốt. Trong chuyến đi Bình Thuận lần này, tất cả thành viên của nhóm 5K TV đều rất phấn khởi vì đã không còn phải đi trên tuyến quốc lộ 1A dài ngoằng và hay còn kẹt xe như trước đây nữa. Đi trên cao tốc mới tới Bình Thuận, giờ đây là một đường thẳng tắp, êm ái. Khi đi trên cao tốc, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, nhìn quang cảnh hai bên đường, dưới là đất đỏ ba gian màu mỡ, trên là những hàng cây cao su xanh mướt và những vườn cây ăn trái đầy tươi tốt. Còn khi qua tới địa phận của tỉnh Bình Thuận thì là những vách đá sừng sững, những ngọn núi xa trùng điệp, quang cảnh thoáng đãng, dễ chịu. Chưa kịp nhìn hết những cảnh vật xung quanh thì nhóm 5K TV đã đến nơi cần đến. Phía trước của mình khoảng 1 km nữa thì mình sẽ quẹo phải để ra đến quốc lộ 28 nha quý khán giả. Rồi hiện tại thì mình đã tới quốc lộ 28 ở huyện Ma Lâm tỉnh Bình Thuận rồi nha. 300m nữa rẽ đúng không? Dạ, đi rẽ rồi. Đây, và từ Nhân Trạch thì Thuận Thiên đến tới huyện Ma Lâm tỉnh Bình Thuận thì là 5 giờ 11 phút. Tính ra là chưa tới 2 tiếng của chuyến kia. Rồi, để phải thôi. Hết rồi hả? Hiện tại ở nút giao này thì trên cái bản đồ Google Maps của mình á thì nó chưa hiển thị đường nha cô chú chị. Tuy nhiên là thực tế thì mình đã đi được rồi. Chỗ này hiện tại các đội nhóm thi công họ vẫn đang thi công nên cô chú chị di chuyển qua đây chúng ta cũng cần. Từ điểm xuất phát tại huyện Nhân Trạch, nhóm 5K TV tới khu du lịch tại tỉnh Bình Thuận bằng đường cao tốc là 170 km, thời gian di chuyển chưa tới 2 tiếng đồng hồ.